Dạ, A Di Đà Phật. A Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô. Con xin thưa tất cả quý thầy với lại đại chúng ở đây. Con hỏi thì con hỏi cái câu bình thường trong đời sống thôi, tại vì con học Phật không có nhiều á, nên con không biết hỏi gì về Phật. Và con thấy hiện nay thì con thì con mới hiểu đạo đây thôi. Gia đình con thì cũng có đạo và con cũng mới hiểu đạo cái đây khoảng chục năm. Cho nên là ngày lúc con còn nhỏ thì không có quan tâm về vấn đề thầy hay sư thầy hay trong cái môi trường tu. Nhưng mà khi mà con hiểu đạo rồi và con đi thăm những cái lễ cũng như là tham dự những cái đạo tràng thì con thấy hiện nay nó có một cái điều vậy. Thầy này nói xấu thầy kia, sư cô này nói xấu sư cô kia. Và sau đó con nghe Phật tử đó nói xấu sư thầy. Thì con bắt đầu con biết suy nghĩ, con nói nếu vậy thì có tội hay không. Thì con cái cũng có một hai lần con nói chuyện với mấy người chị bạn con, thì con tự con suy nghĩ con nói nếu như mình đi nói sư thầy đó hay nói sư cô đó thì so với cái tuổi đời, có thể là sư thầy sư cô đó nhỏ hơn mình, nhưng so với tuổi đạo thì sư thầy sư cô đó hơn mình nhiều. Cho nên con tự nghĩ nhiều khi một bài kinh mình đã đọc, mình đã hiểu hết chưa, nhưng mà các sư thầy sư cô đó chắc chắn là phải hơn mình về cái điều đó. Thì những cái việc làm sai của sư thầy sư cô đó, nếu như mà mình không chánh niệm mà mình nói ra thì mình có mang tội hay không? Thì con nghĩ như vậy mà con không biết hỏi ai hết. Thậm chí con hỏi những người xung quanh con thì họ cũng nói theo kiểu là có người thì cũng nói xấu theo tiếp, còn có người thì nói thôi đừng có nói mang nghiệp miệng nữa. Thì con nghĩ là nếu như Phật tử tu tại gia mà nói xấu sư thầy sư cô thì có tội hay không? Sư thầy sư cô mà nói xấu lẫn nhau thì có tội hay không? Cho nên con thắc mắc này mà con chưa có biết hỏi ai được, nên hôm nay có cơ hội con hỏi thầy. Dạ con cảm ơn A Di Đà Phật. Câu hỏi liên hệ đến văn hóa ứng xử bằng truyền thông miệng hay là các phương tiện truyền thông đại chúng nói chung, vốn là một phần của đạo đức Phật giáo dành cho người xuất gia và dành cho người tại gia. Trong điều đạo đức thứ tư á, dành cho người tại gia đó, Đức Phật dạy không nói những gì không có sự thật, tức là cái gì mình không đoan chắc là sự thật, không có bằng chứng, chúng ta yên lặng không nói nha, vì có thể dẫn đến tình trạng biến người khác trở thành nạn nhân của nỗi hãm oan. Thứ hai, không nói những lời gây chia rẽ và bất hòa. Cái đó nó bao gồm nói xấu, nói vu cáo, nói xuyên tạc, làm thương tổn hạnh phúc và uy tín của người khác. Thứ ba đó là không nói những lời văn tục, chửi bới, chì chiết, biếm nhẹ, tấn công người khác, làm cho người khác khổ đau. Và thứ tư đó, không nói những lời tán gẫu, thị phi, vô bổ, không có giá trị. Tức là người tu học Phật đó, ngay cái ngày mình chính thức là Phật tử đó, nếu mà thầy truyền giới, sư cô truyền giới mà kỹ đó, sẽ giải thích rõ luôn cả bốn điều này. Thì tất cả các tu sĩ trước khi làm tu sĩ đều phải trải qua cư sĩ. Và trong giai đoạn là tu cư sĩ thì họ cũng phải bắt buộc phải học năm nguyên tắc đạo đức của Phật tử tại gia, trong đó có đạo đức về truyền thông. Và ở một phương diện tích cực á, thì chúng ta có bốn cách thức truyền thông đáng được khích lệ. Thứ nhất, chỉ nói những gì là sự thật. Thứ hai, nói với mục đích mang lại hòa hợp, đoàn kết, thương yêu. Thứ ba, nói một cách có văn hóa và lịch sự. Thứ tư, nói những nội dung có giá trị và lợi ích. Ở trong kinh Trung Bộ đó, Đức Phật đưa ra 6 tình huống phát biểu, và có 2 tình huống Đức Phật khuyến khích chúng ta không thể không phát ngôn. Tình huống 1, nội dung là sự thật. Sự thật đó mang lại lợi ích cho người nghe. Người nghe rất thích, không nói cho thành là ích kỷ và mất lợi ích cho tha nhân. Và trong tình huống này, bắt buộc phải nói. Trường hợp 2, nội dung là sự thật. Lời nói với nội dung đó mang lại mục đích hướng thượng cao quý, người nghe không thích. Trong trường hợp này, dầu người nghe không thích, nhưng mà giá trị của nội dung đó là cao quý và có ích, Đức Phật khích lệ vẫn phải nói. Cái tình huống 2 là tình huống
hơi khéo khéo và tế nhị chút. Tình huống một đó là đồng thuận 100% rồi. Như vậy cũng có những việc làm của người A, người B, trong đó có tu sĩ và bạn đồng tu mà mình bất đồng. Thì cái nói đây nó phải hướng đến mục tiêu là gì? Xây dựng, khác với chỉ trích. Và nhân dịp này thì thầy xin quý Phật tử lưu ý hai cái niệm thôi: nói với nhau và nói về nhau. Trong tiếng Anh là talking to someone, nói trực tiếp với một người nào đó. Talking about someone là nói một người đang vắng mặt. Như vậy, nói về nhau là nói khi mà người được nói hoặc là một cá nhân hay là tập thể đang không có mặt để phản biện nếu thông tin lời nói đó bị hiểu sai. Thì thường khi mình nói về nhau, nói người vắng mặt đó, chúng ta sẽ nói với cái cường điệu lớn nhất, với những cái thái độ có thể là tiêu cực nhất, phê bình chỉ trích mạnh mẽ nhất. Nhưng mà khi mà nói với nhau, ta nói trực tiếp á, thì cái lịch sự tối thiểu, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, chúng ta cũng phải nói làm thế nào cho người nghe đó cảm thấy hài lòng. Do đó, để xây dựng góp ý người khác thì nên tiến hành ở chỗ riêng tư. Mình góp ý với người đó thôi, người khác không cần biết. Còn để tán dương một người nào đó thì nên tán dương ở chỗ tập thể, để cái tốt đó được xã hội hóa, được phổ biến, được truyền thông. Đó là tinh thần văn hóa truyền thông của Đạo Phật. Cho nên làm tu sĩ mà đi nói xấu tu sĩ là sai. Là Phật tử mà đi nói xấu Phật tử cũng sai. Làm Phật tử mà đi nói xấu tăng ni lại càng sai hơn nữa. Hiện nay trên các cái diễn đàn Facebook đó, cũng có một số tu sĩ, một số cư sĩ rất là nhiệt tình, đứng trước những vấn đề thời sự của đất nước, thời sự của Phật giáo, báo chí tấn công Đạo Phật. Rồi nhiều khi họ bốc đồng về cái quan điểm, lập trường của giáo hội, ứng xử trước một cái sự kiện truyền thông nào đó, thậm chí là muốn lên mặt dạy đề tăng ni, xúc phạm tăng ni, xúc phạm cao tăng. Đó là điều nên tránh. Thì dĩ nhiên khi mình xúc phạm người khác là mình có tội về luật pháp rồi. Luật pháp bảo hộ nhân phẩm của từng cá nhân. Và là Phật tử thì chúng ta phải xem các thành viên tăng đoàn, ni đoàn là thành viên của tăng bảo, đáng tôn kính. Nếu chúng ta có lòng thì chúng ta góp ý riêng, chứ đừng có phê bình, chỉ trích, nói xấu, thậm chí là những chuyện vu cáo, cường điệu, xuyên tạc. Cái đó nó không phù hợp với văn hóa Phật giáo. Chứ đừng nói là văn hóa dành cho Phật tử. Và chúng ta cố gắng làm sao hạn chế tối đa cho đến lúc không còn cái thói quen tiêu cực đó nữa. Và Đức Phật dạy chúng ta phát triển thói quen tùy hỷ công đức, vui với sự thành công của người khác. Rồi hướng tới thì một bước nữa, tán dương công đức, tức là khen tặng những đóng góp thành công có ích của người khác cho xã hội cộng đồng, chứ không có đi dèm pha nói xấu. Thì đó là tinh thần truyền thông của Đạo Phật, và rất mong các vị Phật tử hãy phát huy cái văn hóa truyền thông cao quý này và tránh cái cộng nghiệp của người Việt Nam. Việt Nam á, ít thì không sao, mà đông bắt đầu là phân hóa thì bắt đầu dẫn đến những bất đồng, rồi nói xấu, rồi chia phe, chia phái ở Mỹ, Canada, Úc, châu Âu. Cộng đồng Việt Nam đã rơi vào tình trạng đó, xem nhau là kẻ thù rồi. Đấu đá nhau không tiếc lời, đấu đá trên truyền thông, TV, radio, nhật báo, tuần báo, Việt Sang. Mà nếu không khéo, thì cái giai đoạn mà mới hình thành này nè, là do cái tầm nhìn giới hạn, những cái thiếu cái léo đó, chúng ta cũng có thể rơi vào những cái vết xe đã đổ của cộng đồng người Việt Nam ở các nước phát triển. Cho nên nhân dịp ra mắt đạo tràng Đạo Phật ngày nay tại Hàn Quốc, thì tha thiết kêu gọi các thành viên sinh hoạt đạo tràng đó phải hết sức điềm tĩnh, nhẹ nhàng, tỉnh thức, nỗ lực xây dựng sự hòa hợp cộng đồng. Mặc dù người ta chưa hiểu được mình, nói xấu mình, ly khai mình, cô lập mình, hay là có những hành động nó chưa phù hợp,
chúng ta phải kiên nhẫn và xem như không có gì. Đừng có quan trọng quá những vấn đề đó, và nỗ lực làm sao để phát triển với mục đích duy nhất là mang lại lợi ích cho cộng đồng Việt Nam tại Hàn Quốc, trong đó có chúng ta.